Ở tập trước, Lộc đã tìm thấy thành phố cổ xưa. Thế nhưng trong quá trình đó, Lộc bị những con Warden massage cơ mặt liên tục. Nhưng tới sau cùng, Lộc cũng an toàn và đi tới cái cánh cổng bí ẩn. Và từ đó, kích hoạt nó lên để bước vào thế giới đặc biệt, được gọi là thế giới Warden. Liệu rằng còn những điều gì bí ẩn ở thế giới đó? Có những hiệp sĩ mạnh mẽ nào đang chờ đợi Lộc đến để thách đấu? Và Lộc có thể an toàn khám phá lần hai ở thế giới bí ẩn đó hay không? Câu trả lời sẽ có trong video Hiệp sĩ chuyển sinh ngày hôm nay. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Và chuyến đi qua thế giới Warden vừa rồi đã cho mình rất là nhiều cái sự hứng thú về cái thế giới bí ẩn đó các bạn ạ. Mình cũng mang về được một ít cái đồ nè, tuy nhiên thì hiện tại nó chưa đủ để mình làm được bất kỳ một cái gì hết. Thế nên là hôm nay dự tính là mình sẽ quay trở lại thế giới của mấy con Warden đó thêm một lần nữa. Và hy vọng rằng chúng ta có thể cày cứu được thật nhiều đồ ha. Mình có xem qua công thức đó các bạn, là những món đồ đó nó có thể giúp mình chế tạo ra được hẳn một cái bộ giáp Warden luôn á nha. Wow, có vũ khí nữa các bạn à. Nhưng mà mình đang để mắt tới bộ giáp cơ. Nếu mà hôm nay may mắn thì có thể là chúng ta làm được bộ giáp đó thì sao? Ha. Và để chuẩn bị cho chuyến đi này thì đầu tiên mình cần phải thay kỹ năng cái đã. Kỹ năng nội tại thì mình sẽ chuyển sang kỹ năng Utala Moli. Kỹ năng này nó sẽ giúp mình tăng được một chút cái tầm đánh các bạn. Và là một thứ rất là cần thiết ở bên thế giới đó ha. Kiểu như mình sẽ giữ khoảng cách với những con Warden hơn. Kỹ năng kích hoạt thì mình vẫn dùng kỹ năng lướt đi. Tại vì mình thấy nó khá là ổn trong việc tẩu thoát hoặc là áp sát cái địch ha. Rồi, còn về giáp thì chắc chắn là mình phải nâng cấp nè. Như là cái ổn, mình có nhặt được một cái ổn sửa chữa bằng kim cương các bạn ơi. Khá ngon đó. Bây giờ thì mình gán kiếm thêm bảo vệ 4. Mình ép vô nó thôi là hết sảy con bà 7 luôn. Ủa đây rồi. Yes sir. Cuối cùng cũng có bảo vệ 4. Ồ nhưng lại không có chậm hỏng các bạn ơi. Nhưng không sao, cái ổn kia nó có chậm hỏng bù qua các bạn ơi. Yeah, vậy là chúng ta đã có được cái ổn rất là xịn rồi. Giờ thì cái quần đang chưa có bảo vệ nè. Chắc là mình sẽ enchant một cái quần có bảo vệ đi ha. Hy vọng là vậy. Yeah, được bảo vệ 3 các bạn. Không quá tệ. Cái nón thì sắp hư tới nơi. Mình sẽ thay cho nó bằng một cái nón tốt hơn, có dòng bảo vệ 4 và chậm hóng 3. Chiến này trở lại, bộ giáp của mình có vẻ là xịn sò hơn chiến trước rất nhiều các bạn. Full bảo vệ luôn. Nhưng mà hiện tại hình như mình chưa có một vũ khí tấn công tầm xa nào, ngoại trừ cái cục giúp mình có thể bắn như vậy nè các bạn à. Thế nên là hôm nay có thể là mình sẽ nấu một ít cái quặng mà mình cũng có đào được khá nhiều trong những lần đi khám phá. Đấy chính là quặng Sapphire các bạn ơi. Mình sẽ cho nó vô là nông ha. Rồi, và bên này nó đã nấu xong rồi nè. Nhìn cái quặng Sapphire này rất là giống những cái viên kim cương các bạn ơi. Nhưng mà màu của nó thì lại đẹp hơn nữa. Wow, wow. Và mình sẽ lấy nhiều xíu, đâu đó cỡ 9 cục Sapphire. Và mình sẽ ghép lại thành một khối hoàn chỉnh. Với khối Sapphire này thì mình cũng có thể đem đi nấu lên thêm một lần nữa các bạn ơi. Nhưng mà nó không dùng cái lò này được các bạn. Mình phải dùng cái lò luyện kim nó mới cho nấu các bạn à. Uầy, hơi khó ha. Nhưng mà không sao, lò luyện kim mình cũng có mà. Rồi, nấu nó lên thêm một cái nữa. Bên này thì những Sapphire nãy giờ nó cũng đã nấu xong hết rồi nè. Lấy ra đi. Mình sẽ cần thêm một chút que cũng như là một chút chỉ á nha. Rồi, bên này thì khối Sapphire đã nấu thành một viên Sapphire bự hơn và lấp lánh hơn nữa các bạn ạ. Với cục Sapphire lấp lánh này thì mình có thể chế tạo ra được một cái cây cung á nha. Ủa, vậy là nó không cần chỉ luôn à. Wow, ngon. Và đây sẽ là cây cung được làm bằng những viên Sapphire mà nãy giờ chúng ta nấu ra nè các bạn ạ. Nhìn nó cũng khá là đẹp ha. Uầy, và mình thấy nó còn có kỹ năng cơ. Nó có thể bắn nhiều mũi tên nè. Và tăng thêm sát thương hình như vậy các bạn. Ui có sức mạnh nữa ta. Để ra sao nếu như mà cây cung này có thêm dòng sức mạnh 3 này. Thử luôn á. Ui trời, nó có thêm chậm hỏng, lửa và bật lùi nữa cơ. Quá là ok. Tuy nhiên hiện tại chưa có dòng vô hạn nên mình phải lấy thêm mũi tên nè. Và test thử sức mạnh của nó coi. Rồi thử coi nó có thực sự là bắn được nhiều mũi tên hay không. What? Bao nhiêu đam vậy? Khoan từ từ. 16 đam hả? Thiệt á? Ủa sao không giống như quảng cáo hết trơn vậy? Trời ơi, cái cung này mà bắn có 16 đam hả? Biếp rồi. Ui trời, có con nhân bài đây.
Chắc thử coi. Bắn vô giò nó ha. Ui zombie thì one shot được. Có thiệt là 16 đam không vậy trời. Rồi nó bảo là ở đây là có multi shot các bạn à, tức là bắn được nhiều phát bắn á. Nhưng mà nãy giờ mình không thấy multi shot lắm nha. Ơ kìa kìa, có kìa có kìa. Bắn ra 3 mũi tên. Nice. Vậy là chúng... Ui hết hồn hết hồn. Vậy là chúng ta đã có được một cái vũ khí tấn công tầm xa tốt hơn cái cục Guardian Core này rồi các bạn. Thế nên bây giờ chắc mình sẽ làm giấc đi nhờ. Sau đó thì chúng ta bắt đầu lên đường trở lại thế giới của mấy cái con hoa đền thôi. Ok, mình đã tới cánh cổng rồi. Giờ thì không chần chờ gì mà bước qua luôn đó các bạn ơi. Ở tập trước mình đã đi về hướng bên này rồi. Bây giờ chắc mình sẽ đi về hướng ngược lại đi các bạn. Ủa, ở đây nó có những cái bông gì vậy? What? Ô, cái bông này mình đập nó sẽ rơi ra cái bóng chất nhờn các bạn. Ui, khi nào mình thiếu bóng chất nhờn qua đây là farm bóng chất nhờn tẹt ra luôn nha. Ở đây có những cái cây scoop nó gì nè. Ui, có khói trồ qua đền ở hướng này. Eo, 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 cẩn thận, cẩn thận. Mặc dù mình full giáp và có full bảo vệ nhưng mà các bạn nhìn nè, gãi gác rất là nhiều khối triệu hồi qua đền luôn. Mình chưa có ép cái quyển rón rén nhanh vô cái ủng mình các bạn à. Mình có sách đó không nhá? Có nè. Hay là bây giờ để mình làm cái đe rồi mình ép vô luôn đi các bạn ơi. Hả? À, hình như cái đó ép vô cái quần các bạn ơi, chứ không phải cái ủng. Mình nhầm rồi. Ép vô cái quần ha. Hơi lộn xíu. Yes sir. Bây giờ thì đó, mình đã có thể di chuyển rón rén nó nhanh hơn rồi các bạn à. Oh oh. Mình phát hiện ra ở trong kia hình như có con hoa đền các bạn. Ây da, là nó chứ không phải hình như các bạn ơi. Là nó, chưa gì nó đã tung trưởng mình rồi. Yêu, what the hell. Ê, để nó đi nè. Ủa nó đâu? À kìa kìa nó chứ. Đây là chỉ là con đệ nó thôi. Lấy cung bắn nó. Thánh thần ơi, cái cung mình bắn nó kìa các bạn. Không xi nhê nữa luôn. Ở dưới còn có khối triệu hồi nó nữa. Mình phải đập khối đó trước nha. Ui da, sao vậy? Đây, vậy đi cho chắc. Rồi lại đây, người lại đây. Lấy cái lưỡi hái mình bữa nó thôi. Mình đã nâng cấp cái tốc độ đánh khá là nhiều trong khoảng thời gian vừa qua các bạn. Hạ à, gục nó siêu nhanh luôn nha. Ê, như kế bên đây vẫn còn một con hoa đền khác hay sao á. Mình vẫn còn nghe tiếng tim mình đập hình hệt đó. Và trong này thì có sách nhảy lên Stradle nè. Nhưng mà khoan, ở trên nó vẫn còn một tầng nữa các bạn. Không biết ở trên nó giấu cái gì ha. Kệ sách. Không có rương, à đây có cái rương nè. Ồ, cho mình sách hiệu suất và một cây cuốc. Khoan khoan các bạn ơi, mình lại gặp thêm một cái pháo đài hoa đền rồi. Việc của mình bây giờ là áp sát vô và cày cuốc thật là nhiều thôi. Để coi hôm nay mình có hơn không, hôm trước hay không á. Ui ơi. Ồ, là đấy. Ủa kìa, qua đền ở đâu mà nó tung trưởng kế bên vậy? Ơ kìa 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 kìa. Đừng nói là con qua đền nó đánh luôn những cái con khác ở bên thế giới này luôn nha. Mình thấy cái con qua đền nó hửi hửi con kia kìa các bạn. Nó hửi ở đâu ở dưới này nè. Ui nhưng mà có vẻ là nó không đánh đâu. Mình đoán vậy các bạn, sống chung bên này mà sao đánh. Hả? Ôi con hoa đền nó đánh luôn các bạn ơi. Ôi 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 ôi. Không mới đố đâu. Ở đó hồn nó đánh mình luôn đó. Yêu. Vô đây tranh thủ hạ gục mấy cái con lính lát này trước đi. Bữa nay mình cộng cái kỹ năng tăng tầm đánh nên là bọn chúng chưa áp sát được mình là đã bị mình xử rồi các bạn. Khá là tuyệt vời. Con này cũng vậy. Hai lưỡi hái là đi hả? Rồi, vì đã có kinh nghiệm rồi nên là bây giờ mình sẽ vô trong và lút đồ luôn. Ủa nhưng mà khoan, ủa khối này lạ vậy. Ui, ở dưới có 7 kìa, có mũi tên luôn hay sao các bạn ơi. Ê mình đang thiếu mũi tên á. Trúng mánh luôn, gặp ngay người đang thiếu mũi tên thì xác định rồi. Phòng này, ủa mình nhớ phòng nào có rương. À đây đây đây, phòng có rương nè. Vô. Ủa, à đây đây bên đây có. Mở trúng cái rương 7 trước chứ. Nhỏ thế là cùng. Tiếp theo thì mình cần phải trèo lên cao một tí các bạn ơi. Ở trên này nó cũng có một vài cái rương á. Đây 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 tới nè. Mình nghe tiếng tim vào.
Có thanh niên này canh gác các bạn ơi. Ôi trời, trước khi nó ngẫm nó còn phải chửi mình cái nó mới chịu. Con kỳ cục thiệt. Rồi rồi, lên cầu thang này cái thôi là chúng ta sẽ tới chỗ của cái rương đó. Ở tập trước mình nhớ không lầm trên này có hai cái rương luôn. Ba cái lần các bạn ơi. Ui dạ. Trời, nó chưởng mình. Mày đứa ơi. Rồi lại ngay cái rương 7. Trời ơi mình bất cẩn quá. Nhưng mà lại không có mấy cái món đồ mình cần rồi. Bữa nay mình cần cày thật là nhiều những cái gọi là immemorial scrap các bạn ạ. Vì mình tính làm cái nón, cái quần và cũng như là cái ổng á, cho nên là mình cần ít nhất đâu đó cỡ 12 mảnh á các bạn. Khá là nhiều luôn á nha. Nè bên này vẫn không có nè. Vậy là mình trúng ngay cái ôi trời. Mà nó có cái kiếm sửa chữa khá ngon nha. Wow. Chắc cái chỗ này hơi xui rồi. Cái pháo đài qua đành này tu cà na quá Yêu không có nổi một cái các bạn ơi. Ê cái gì vậy? Ê what the hell? Cái cục này nó sẽ ném lên trời các bạn, đúng như cái tên của nó luôn. What? Trời đất ơi. Ê mình mới phát hiện ra một công dụng mới của nó nha. Ê được á, mình mang về để mai mốt mình trèo lên cái thuyền mình dễ hơn các bạn. Hợp lý hợp lý. U hồn con chồm thì chứ. Ủa? Wow. Ê bữa nay mình săn được một cái Soul Crystal. À săn những cái con để qua đòn. Nó cũng rơi ra những cái viên pha lê nè. Phát hiện mới nha. Vậy là một xíu mình gặp mấy cái con đó là bắt buộc mình phải săn nó rồi các bạn ơi. Không thể chừa nó được á. À mà bạn nào có nhu cầu mẹ Roblox, Lovroot hay là Unitelet thì có thể gửi vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Tới nữa rồi. Thêm một công trình khác ở bên thế giới Warden này các bạn ơi. Công trình này có vẻ là một công trình dạng ở dưới lòng đất rồi. Mình nghe tiếng nhện. À con nhện này. Thử nó liền. Không phải một đâu mà tới tận ba con lần các bạn ơi. Yêu. Cái cổng. Ủa mình đào ngay cái cổng luôn hay sao nhở? Phải không nhở? Ồ đây là bên trong của nó này các bạn. Cái nước ở đây xanh vậy, thấy ghê vậy. Thêm mấy con Reaper nữa. Đây có rương, có rương. Không ngon, không ngon các bạn ơi. Ủa mình nghe tiếng qua rồi. Ủa nó đâu vậy? Gần lắm luôn, hình như bên đây luôn hay sao nè. Ừ đúng rồi các bạn ơi. Nó ngay cái bên mình nè. Lấy lưỡi hái gặt nó liền. Bữa nay lưỡi hái mình được cày rất là nhiều điểm tốc độ. Kết hợp với kỹ năng tăng tầm đánh nữa. Ui thêm một con khác xuất hiện rồi. Không sao, mình xài trích lõ các bạn yên tâm. Kinh nghiệm ăn hành đã giúp mình cảnh giác hơn khi mà đối đầu với con qua đời này rồi. Ê cái gì mà xuất hiện liên tục vậy? What the hell? Lỡ ngớ là nó cho mình đi về bằng đường hàng không liền đó. Hình như nó đang đánh nhau với con nào mình nghe tiếng bệnh. Đúng sợ luôn nha. Và nếu nhìn kỹ thì chỗ này mình thấy nó giống như một cái thư viện vậy đó các bạn. Hết rồi. Nó cũng không có tầng trên luôn á. Đây là cái cửa nè. Ôi. Chỗ này là địa bàn của mấy anh qua đành nóng tánh thì mình đừng có nên đụng vô các bạn ơi. Wow. Ở giữa một cái hộ axit mình thấy có một cái công trình gì rất là độc lạ luôn nè các bạn. Nhìn nó giống như là một cái bức tượng của một sinh vật nào đó đang giơ hai cái cánh tay ra á. Ê trên đó nó còn có cánh cổng cái gì kìa. What? Nè ní. Là thật. Để mình ra ngoài đó mình coi thử coi. Ê đừng nói. Cánh cổng đó sẽ dẫn mình tới chỗ đánh boss nha. Ủa? Ủa? What? Nope. Ủa mất tiêu rồi. Vậy thì mình hiểu rồi. Cái quặng mảnh vỡ immemorial đó mình phải dùng cúp netherite các bạn. Ây à. Vậy bắt buộc mình phải về và nấu mấy cái quặng mảnh vỡ cổ đại trong ba lô mình ra rồi đó. Cái quặng đó thì thường nó sẽ lộ thiên ở dưới mấy cái hồ này á. Phát hiện mới các bạn ơi.
Thôi chắc bây giờ mình về mình nâng cấp cây cúp liền đi. Để xíu mình gặp cái mình đào luôn các bạn. Rồi sau đó quay trở lại đây khám phá công trình này cũng không có muộn ha. Ok ok. Trong lúc chờ đợi cho nó nấu mảnh vỡ cổ đại thì mình sẽ chuẩn bị sẵn một ít vàng ha. Sau đó thì lấy vụn netherite và ghép vô thôi. Đó, vậy là chúng ta đã có được một phôi netherite các bạn ạ. Việc còn lại của mình là đặt cái bàn rèn xuống cho cây cúp mình vô. Ủa? Hình như mình cần phải có một cái mẫu rèn netherite nữa thì phải. Ở đây. đúng lúc mình có trong rương luôn. Thế là chúng ta đã có được cây cúp netherite đầu tiên rồi. Bây giờ mình mà gặp lại cái quặng siêu hiếm kia thì chắc chắn mình sẽ không bỏ lỡ đâu các bạn ạ. Trời ơi, tiếc ghê trời. Ôi dồi, cái này là nấm các bạn ơi, chứ không phải là cái cánh cổng gì đâu. Yêu. Biếp rồi. Là mình cứ tưởng bở không à. Để mình thử bơi lội đây xíu coi. Biết đâu trên cái hồ này còn vài cái chỗ quặng immemorial thì sao các bạn. Ê ê ê. Trong lúc đang đi tìm cái quặng hiếm đó thì mình phát hiện ở đây nó còn có một cái công trình gì nè các bạn. What the hell? Giấu gì trong vậy? À, công trình này giống công trình hồi nãy nè. Ô. Oh. Và ở đây nó có những cái con zombie luôn nè. Ui, trời trời trời. Ở dưới có con qua đền nó bắn các bạn ơi. À. Con lính qua đền này. Bắn cái gì không biết. Phải lấy cây cuốc đập lại cái khối scutlahead này các bạn ơi. Kiểu hồi con qua đền hàng riêu nó xuất hiện là mệt đó. Vậy tiếp theo của mình cần làm. Ê ê, con gì nữa vậy? What, con này nó tay le ra sao mình được. Vậy tiếp theo mình cần làm là tiếp tục hành trình đi tìm cái quặng hiếm thôi các bạn ơi. Ôi có vẻ là nó hiếm thiệt các bạn à. Mình bơi nãy giờ mà không thấy một cái quặng nào khác luôn. Hồi nãy mình làm phí của trời thiệt chứ. Đập xong cái nó mất luôn à. Giờ nghĩ lại tiếc hồi hụi các bạn ơi. Ê ê, nhưng mà khoan. Không uổng công nãy giờ mình lặn hụp các bạn ơi. Có thành quả đầu tiên rồi. Ui hình như có một quặng à. Ừ đúng rồi, một quặng và chính xác rồi nè các bạn. Mình đã đào được cái quặng immemorial rồi. Yes, khi nấu nó ra thì mình sẽ được những cái vụn immemorial. Vậy là ngoài việc tìm kiếm trong cái công trình kia thì mình có thể đi đào thủ công giống như vậy nè các bạn ạ. Hơi mất thời gian một xíu ha. Nhưng mà cũng ok. Có cách cày đỡ hơn là không có các bạn ạ. Có đà rồi đó nha. Mấy đây? Ờ, có một quặng thôi à. Yêu. Thôi kệ. Từ từ cũng được, không sao hết. Ủa, bên này thì lại hai quặng nè. Kế bên luôn. Thời tới rồi các bạn ơi. Vậy là cái cách xuất hiện của chỗ này mình thấy nó khá là giống mảnh vỡ cổ đại ở bên địa ngục ha. Nó xuất hiện lần 1, 2. Mình nghĩ là nó cũng có chỗ 3 đó các bạn ạ. Ủa, lại thêm một cái công trình gì đó gần đây nữa nè. Nhìn hơi bị tò mò nha. Ủa, có gì đâu. Ok. Ủa kỳ ta. Hả? Ôi trời, nhưng mà có khá là nhiều cái scutlahead ở đây nha. Cẩn thận xíu. What? Cái này là cái gì trời? Oh. À. Hình như. Ê, nếu mình đoán không nhầm đây là cánh cổng luôn á các bạn ơi. What? Mình tìm thêm được một cái cánh cổng dẫn qua thế giới qua đền này nè. Mình sẽ thử kích hoạt nó lên coi được hay không nha. Ui được luôn. Quay cánh cổng thứ hai. Cũng ok. Chỉ tiếc là ngay chỗ cánh cổng này không có rương thôi các bạn ơi. Phải có rương nữa là tuyệt vời. Ở đằng kia là một công trình mới các bạn ơi. Ôi sao nhìn nó giống như cái đấu trường vậy ta. Có lẽ nào mình đã tới chỗ đánh boss đầu tiên ở bên thế giới của những con qua đành này rồi. Ê, nhìn giống lắm luôn á các bạn ơi. Còn có khối triệu hồi qua đền nữa. Thôi, né đây xíu. Nhìn nó trống lỏng à. Nó không có cái rương nào luôn. Nhưng mà nó lại có cái cục gì ở trung tâm kìa các bạn. What? Chả nhẽ đó là chỗ để chúng ta đánh boss chăng? Ừ, giống lắm nha các bạn ơi. Nè.
thủ vũ khí sẵn. Whipping Stone. Có khi nào gắn cái cục đá hồi nãy mình lượm được không ta? Cũng không đúng luôn. Hay là phải kết hợp theo kiểu này ta? Nếu vậy thì mình phải ghé những cái ngôi làng mình trao đổi xíu á các bạn ơi. Như vậy mình mới đổi thêm những cái lốt xô được á. Ngôi làng đó cũng cách chỗ này không quá xa các bạn. Ôi trời, hình như trong đó có quả đền các bạn ơi. Nếu mình nhớ không nhầm thì có một cái dân làng có bán cho mình cái lốt xô ở đây nè. Dân làng này nè các bạn, bán cho mình bằng những cái Fun Upon with Flash. Cái này thì khá là rẻ ha. Mình có thể mua được đâu đó cỡ 6 cái. Ok, ok. Kết hợp với cái trong ba lô mình nữa là hình như đủ không ta? Bóng công thức hay không? Ôi đủ đủ các bạn ơi. Vừa đủ luôn. Ê, trời trời trời. À, cái con này nó sát hại dân làng rồi. Trời ơi, nó sát hại dân làng trước mặt mình luôn. Con nó ác gì. Báo đời báo đớm không mà mấy con này. Thì cái tình á. Trời ơi, mua đồ người ta xong mà không có bảo vệ người ta các bạn ơi. Lọc tệ thì chứ. Thôi, có được thứ mình cần rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ trở lại công trình hồi nãy ha. Không biết là dự đoán mình có đúng hay không nữa nè. Chỉ có kết quả mới trả lời cho câu hỏi của mình thôi các bạn ơi. Ồ. Ê, mình mới kích hoạt thành công đúng không? Mình triệu hồi ra chiến binh bị nguyền rủa các bạn ơi. Đúng hả? Hết chiến binh vô danh rồi bây giờ tới chiến binh bị nguyền rủa. Không ổn, mày ăn trái táo vô trước lấy lợi thế các bạn ơi. Bắn cung nữa. Rồi luôn rồi. Cây cung phế luôn. Rồi bắn tùm lum thì có hiệu quả không? À, bắn tùm lum được. Yay. Mình có thể dùng biện pháp là bắn tùm lum các bạn ơi. Úi xời. Ủa, tôi xong rồi, tôi xong rồi. Ê, cái gì? Ui, có vẻ chiến binh nguyện rủa này. Ây da, tụt. Ê, mạnh nha các bạn ơi. Wow. Và khi hạ gục chiến binh bị nguyền rủa đó, mình sẽ được hai cái quặng immemorial. Wow. Ê, đánh nữa được không? Ê, nếu mà như vậy thì không khác gì là mình farm vô hạn mấy cái này luôn á các bạn. Mình triệu hồi thêm được một chiến binh nguyền rủa khác nữa nè. Wow, bá cháy thiệt. Lọc trích lõ, lọc xài trích lõ các bạn ơi. Ôi chạch. Ê. Nhưng mà đừng có chủ quan nha. What? Các bạn có thấy lượng sát thương mà chiến binh nguyền rủa này tấn công lên người mình không? Hai đòn đánh liên tục mà trúng đích thôi là kéo đi nửa cây máu của mình đó. Không có đùa. Ồ, và chiến binh nguyền rủa đó rơi ra một cái nón các bạn. Mình hoàn toàn có thể đội vô ha. Coi nè, mình đang đội nón của chiến binh bị nguyền rủa nè. Cộng cho mình 4 giáp. Tốt hơn cái nón của mình 1 giáp ha. Ok. Được á. Mặc nón của chiến binh nguyền rủa xong rồi đánh chiến binh nguyền rủa luôn. Ăn thêm trái táo vàng đi cho chắc cú các bạn ơi. Ôi, mình được hiệu ứng gì nữa cơ. Wow. Soul heal. Wow. Hồi phục linh hồn gì đó các bạn. Ừ, đại khái là vậy. Nhưng mà không quan tâm. Quan tâm bây giờ đó chính là giữ khoảng cách với chiến binh bị nguyền rủa. Chứ bị đánh một cái là mệt đấy. Ây da. Ui ui. Thánh thần hồ các bạn coi kìa. Có rơi ra cây rìu không nhở? Không có các bạn ơi. Không ngờ chiến binh nguyền rủa đó lại có quả rìu chất lượng như vậy. Bây giờ nãy giờ mình sưu tầm được 3 cái nón của chiến binh nguyền rủa rồi. Và được 10 quặng này rồi hả ta? Ôi chắc mình phải đánh thêm vài lần nữa các bạn ơi. Chịu khó xài trích lõ đi ha. Ê, tính ra giờ sức tấn công mình cao đó. Chiến binh này tới 600 máu mà mình đánh có vài hit thôi các bạn ơi. À, gục được rồi. Ê, ủa sao lần này tới 2 chiến binh nguyền rủa vậy? Ok. Xong sinh rồi. Ui, oh my god. Ui, cẩn thận nha. Ui. Đó, các bạn thấy chưa? Chiến binh nguyền rủa này không có yếu đâu. Chẳng qua là mình giữ khoảng cách an toàn bằng cái khả năng đánh xa đó các bạn. Chứ không thôi là mệt mỏi đấy.
Đó 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 các bạn thấy không? Nhìn chiến binh đột đột vậy thôi chứ là cũng mạnh lắm á. À không, đây là hiệp sĩ chứ. Hiện nay chắc là hiệp sĩ các bạn. Ok, hiệp sĩ gì không quan trọng, quan trọng là bây giờ mình đã hạ gục được các bạn ạ. Chúng ta đã có đủ số lượng cái quặng Immemorial rồi. Bây giờ chắc mình sẽ đi về ha. Còn chỗ này khi nào mà muốn cày thêm thì mình có thể qua đây để cày sao bằng cái Well Oil. Ôi tính ra cái này ngon quá chứ. Các bạn có thấy vậy không? Thôi thôi đi về cái nào. Vì tới 14 cái thế nên là mình sẽ chia ra ha. Nhiều nhiều cái lò nôm nấu cho nhanh các bạn. Ôi nhưng mà hình như á là cái này mình cần phải kết hợp thêm với Skook Heart nữa các bạn à. Wow. Mà Skook Heart thì lại cần phải săn thêm những cái Soul Crystal này rồi. Thôi được rồi, dù sao hôm nay mình cũng đang trên cái đà may mắn các bạn à. Đi săn luôn ha. Và để săn quái thì chắc mình sẽ dùng tới cây kiếm của mình các bạn ơi. Mấy bữa nay không có dùng nó chắc là nó cũng lục rồi đó. Phải làm mới cho nó cái nhẹ đi nào. Đây, chơi lưỡi kiếm katana đi, nhìn cho nó chất. Trang bị thêm kỹ năng chặn đòn nè. Nội tại thì chắc mình vẫn sẽ lấy tăng tầm đánh các bạn. Mình thấy đó là cái nội tại ok nhất để đi qua thế giới bên mấy con Warden ha. Và cũng không quên ghé lên tầng cao nhất để mình loot thêm cái cái rune này. Cũng có con canh gác đó nha. Thôi. What? Nó spawn ra cái khối Skook la hét luôn mà. Đúng ghê nha. Oh, thêm một cái vụn Immemorial nữa nè. Táo vàng enchant. Có lý, có lý. Bên đây cũng còn một nhóc em khác. Hình như đây là cái khu vực cuối cùng ở trong cái pháo đài này đó các bạn ạ. Để mình trèo lên trên mình kiểm tra thử. Ok, tới nơi. Ồ, có rương, có rương. Hai rương luôn nha. À ha. Và thêm hai vụn nữa. Và mình cũng mới phát hiện ra một vùng đất khác các bạn ơi. Vùng đất màu tím nhạt á các bạn. Ui, nước ở đây cũng có màu khác nữa nè. Eo. Và cái tên của cánh rừng này được gọi là cánh rừng lãng quên á. Đúng không ta? Forgotten Forest. Không biết mình dịch có đúng hay không nữa. Nhưng mà nói chung là cánh rừng này nhìn cũng ghê rợn á. Mình sẽ thử đi vài vòng trong này coi coi có phát hiện cái thứ gì mới hay không nha. Nè, đây là Silent Tree nè. Cái im lặng. What the hell. Thiệt cái tình lúc. Ui trời trời trời, còn đi lên cái khối kia nữa. Ok, nếu mà đã lỡ gặp rồi thì cũng phải làm vài hiệp với cái hiệp sĩ bị nguyền rủa này chứ nhờ. lộn gậy. Cục này mới đúng. Hả? Ok, xuất hiện đây. Hôm nay là hiệp thứ mấy ta? 1, 2, 3, 4, 5, 5 hiệp à. Hiệp thứ 6 đó các bạn à. Hiệp thứ 6 đánh nhau với hiệp sĩ bị nguyền rủa. Rồi, lần này thì mình sẽ dùng thử trường kiếm của mình. Ê. Ê. Đau quá. What the hell. Múa đúng đơn giản luôn nhưng mà sát thương không lường trước được các bạn. Đó, đó, đó kìa không? Nửa cái máu nữa kìa. Cẩn thận, cẩn thận. Úi da. Ok, ok. Tạm ổn, tạm ổn. Quầy, vẫn mạnh nha. Hơi bị đáng sợ luôn ấy. Thôi, vô tình đụng thêm được một cái nón của hiệp sĩ bị nguyền rủa và thêm hai quặng Immemorial nữa ha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tìm làng thôi. Với cả là săn thêm mấy cái con quái vật lồng đèn á. Sao chỗ này không gặp nó ta, kỳ vậy. Hình như muốn tìm con đó mình phải ghé cái vùng đầm lầy á. Vùng đầm lầy thì sẽ nhiều hơn hay sao các bạn ơi. À kìa kìa, đúng rồi nè. Ý, coi rồi thôi xong rồi. Nice. Ui, ba con luôn à. Wow. Ngon vậy. Đây nè, trung bình là hai cục sẽ được một cái Lost Soul Fragment á. Nếu vậy là mình cũng cần phải cày khá là nhiều nha. Nói chung thì cũng chấp nhận thôi các bạn. Muốn có giáp xịn thì phải chịu khó thôi. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đòn thôi các bạn à. Mình phát hiện ở đây có một ngôi làng này các bạn ơi. Và có vẻ nhìn nó cũng khá là tươm tất ha. Quan trọng hơn là dân làng nó cực kỳ đông đúc luôn. Ủa? Ủa bác này có nghề sao không có trao đổi được ta?
ở đây nè. Gặp luôn các bác. Đổi cái Punch Upon with Flash này rồi các bạn ơi. Wow. Để mình đổi với bác ấy thêm vài lần nữa coi. Bác ấy có lên trình không? Bác ấy có lên luôn nè các bạn ơi. Wow. Bây giờ bác ấy đổi cho mình Agony Show. Ui, cái này mình tự chế tạo được mà. Nhưng mà đổi với bác ấy thì mình sẽ ngợi hơn ha. Kiểu như mình sẽ tiết kiệm được một chút xíu á các bạn à. Ủa đâu rồi bác ấy đâu rồi? Ủa mới đổi xong chạy đâu rồi? Ủa? Trời ơi. Bác đó chạy mất tiêu rồi. Thôi đổi bác khác cũng được. Với lại bây giờ mình cũng chưa cần cái Agony Show này đâu các bạn. Mình đang cần thật là nhiều cái Soul Crystal này cơ. Nên là trước mắt là cứ đổi thật là nhiều những cái Lost Soul Fragment trước rồi đã. Quá đã luôn. Tưởng đâu là không có chỗ để đổi rồi chứ. Ok, ghép lại coi được mấy cục rồi. Được 5 cục các bạn. Ừ, nãy giờ mình làm được 5 cục ha. Nếu mình tính không làm. Và mình sẽ cần ít nhất 3 cục cho một foil Immemorial. Trong ba lô mình còn không vậy? Ba lô mình còn cái nịt các bạn ơi. Ê, vậy chắc mình phải cày thêm một chập nữa các bạn ơi. Rồi đi tìm một ngôi làng khác ha. Chứ đợi mấy bác này là không biết tới chừng nào luôn á. Ồ, đây rồi. Ngôi làng này có vẻ mới các bạn ơi. Yes sir. Ủa nhưng mà ở đây. Có dân làng. Ủa? Nhưng mà bác này không đổi. Ở kìa. Tôi cần một bác đổi cho tôi những cái Lost Soul Fragment. Ở đây bác này núp. Hai bác luôn, ba bác luôn. Trời ơi, chơi mình núp. Ôi ơi, bác này còn không có nghề. Hai bác không nghề. Trời đất ơi, mấy bác này mần ăn kiểu gì mà không có nghề ngỏng chân vậy. Ngôi làng này thì sao? Mình nghe tiếng nhân làng. À đây nè, bác ấy ngay sau cây cây này nè. Đây rồi. Phải vậy chứ. Đó. Làng này không biết có khá hơn không đây. Ở đây. Mới vô là thấy có lý rồi đó. Tiếp tục nào. Chính xác. Cái làng này có vẻ là làm việc chăm chỉ nè các bạn. Trời ơi, bác nào cũng đổi cho mình hết. Quá đã luôn. Đập khối trường hồ qua đành trước đi. Lỡ xui xui xuất hiện qua đành thì lại báo làng đó. Đó nè. Nãy giờ gom cũng được một stack máy Lost Soul Fragment rồi các bạn. Chế tạo bớt đi ha. Ok, cũng được thêm 8 cục. Ui. Vậy là ấy, hình như mình đủ rồi hay sao á. 3 cục là làm được một thôi. Nè, mình làm được tới 4 thôi rồi các bạn ơi. Yo. Vậy thì thôi, chắc đi về được rồi nha. Để mình còn tranh thủ chế tạo áo giáp xịn nữa các bạn ơi. Ôi nhưng mà chưa xong đâu. Bởi vì muốn làm giáp xịn á thì hình như mình phải nâng lên cái giáp Netherite trước. Mà hiện tại mình đâu có giáp Netherite đâu. Bây giờ là phải đi cậy thêm Netherite nữa nè. Tính ra bữa nay là cái ngày đi cậy cuốc là chính đó các bạn ơi. Nhưng trước khi đi qua địa ngục thì để mình sửa lại cái kiếm cái đã. Sẵn tiện tí nữa mình coi mình có học thêm một vài kỹ năng mới cho cây kiếm mình hay không nha. Cũng lâu rồi chưa có học kỹ năng mới cho thanh kiếm á các bạn ạ. Rồi, cho vô nè. Đó có nè. Một kỹ năng nội tại. Mình cũng chưa hiểu công dụng của nó cho lắm. Nhưng mà thôi, chắc mình cũng sẽ học để dành đi ha. Ồ, kỹ năng này cho phép mình nhảy một phát lên cao nè các bạn. What? Thiệt không? Chắc phải học á. Ôi trời, lại có kỹ năng câu cá nữa nè. What the heck. Thôi đi nha. Chắc mình lấy kỹ năng tăng kỹ năng rơi đồ đi. Cái đó nghe có vẻ ok hơn đó. Rồi, test thử kỹ năng vào này luôn nè. Để xem nó bật nhảy kiểu nào. Nó bật nhảy thiệt các bạn ơi. Cũng khá cao nha. Wow. Cũng được. Kiếm thì cũng đã sửa xong. Thế nên là bây giờ chúng ta trở lại địa ngục và cày cuốc Netherite thôi các bạn. Tất cả công sức của chúng ta bỏ ra từ đầu tới giờ cũng chỉ vì muốn trở nên trâu hơn thôi đó. Hy vọng là chúng ta sẽ đạt được ha. Trong lúc đang đào thì mình chợt nhớ ra là sao mình không tìm Netherite bằng cách đặt TNT nhờ. Ừ á, mình chỉ cần đào một cái đường dài rồi dùng bơm thôi các bạn. Đúng. Ê, what? Đã vậy còn gặp được Netherite ngay đây luôn rồi. Hên nha. Cởi đầu suôn sẻ các bạn ơi. Nữa kìa. What? Hai chỗ mảnh vỡ của đại trên một đường rồi đó. Tính ra mình đào chưa có xa đâu các bạn à. Mới con tí nữa. What the hell. Nãy giờ cũng khá xa đó các bạn ơi. Chắc mình bắt đầu rải bơm lần lần đi nha. Ok,
cứ cách vài ô thì mình sẽ rải một lần bơm ha. Rồi, rải bơm lần một đã xong. Bây giờ thì chăm ngồi thôi. Ủa, hoàng đét ơi, cái cung enchant dòng lửa nhưng mà lại bắn không ra lửa các bạn à. Ảo thật. Thôi không sao, mình dùng hột quẹt mình đốt cũng được. Và đi tìm thôi các bạn ơi. Hiện tại là chưa có mảnh vỡ cổ đại nào khác nha. Ui, có vẻ mình đào thì hên nhưng mà ui dạch, dùng bơm nổ thì không hên lắm các bạn ơi. Ui, đây 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 có một, được một mảnh vỡ cổ đại rồi. Trời ơi, gần một stack đổi lại được một mảnh vỡ. Nhỏ đến vậy là cùng. Rồi rồi, giờ tìm tiếp thôi nào. Mảnh vỡ cổ đại, mảnh vỡ cổ đại, please. À đây rồi, một, một, hai. Ui dạ, trời trời trời, bơm nổ trước mặt luôn. Tìm đi mà. Còn chỗ nào khác không nhở? Hai chỗ hả? Chỗ thứ ba đâu? Oh no, mới có chỗ thứ hai rồi các bạn ơi. Sao trống dư trời. Nguyên một cái đường dài ngoằng được có hai chỗ có mảnh vỡ cổ đại thôi. Chỉ mong là nó nhiều hơn một là được hết các bạn. Đây, nó ngay đây. Nhưng mà sao nhìn giống như là có một quặng thôi sao á. Ừ, nó đó, một quặng à. Trên này. Mấy đây. Ô, trên này thì hai. Ok, ok. Tiếp tục. Còn nước còn tát các bạn ơi. Còn đường cũng khá là dài đó. Hy vọng thôi. Rồi, chạy theo nó ha. Coi thử coi có gì hot không nào. Không, xong rồi. Nhìn sơ qua là thấy không có gì rồi. Còn có mấy trái à? Ừ, cũng không có cầu mong gì thêm các bạn ơi. Yêu. Xong rồi. Được có đúng thêm được 3 quặng thôi. Vậy là phải đào thủ công thêm xíu rồi đó các bạn ơi. Chịu thôi chứ biết sao vậy. Ô ô ô ô ô ô. Hai quặng. Ok ok. Chính rồi. Chỉ là còn đâu đó cỡ 3 quặng nữa thôi các bạn. Trời ơi, đào tốc độ cao quá. Tiếp nữa là bỏ lỡ rồi các bạn. Ủa mấy quặng nha. Trời luôn có 1 quặng luôn. Ô ô ô. Trước mặt trước mặt. Ô oh, 2 quặng luôn. Kế bên luôn các bạn ơi. Wow, có lý vậy. Vậy là chúng ta đã được 12 mảnh vỡ cổ đại rồi các bạn. Bây giờ việc còn lại của mình đó chính là tìm mẫu rèn Netherite thôi các bạn ơi. Tại vì không có mẫu rèn thì không có nâng cấp được. Nó khó ở khúc đó ha. Các bạn ơi, trên đường đi tìm Bastion, mình phát hiện ra đấu trường rực lửa các bạn ạ. Đây sẽ là nơi để mình chiến đấu với chiến binh lửa thiên nha. Wow, hồi sớm đã chiến đấu với chiến binh bị nguyền rủa rồi. Bây giờ chiến đấu với chiến binh lửa thiên nữa thì hết sảy luôn. Thôi được, mình sẽ đổi cái nón của chiến binh nguyền rủa. Ủa, cái cầu thang kỳ cục á. Sau đó mình sẽ lên trên và thử thách đấu với chiến binh lửa thiên coi như thế nào hết các bạn. Thôi, ôi ôi ôi, kia là cái con hồ vậy. Mình phải hạ nó trước để mình lấy những cái bụi này các bạn á. Từ đó mới chịu hồi được chiến binh lửa thiên á. Đây nữa nè, còn nữa nè. Tiếp tục, tiếp tục. Trời trời trời, nó xoay, nó xoay. Không sao, bây giờ mình khỏe lắm. Mấy cái thanh niên đó là chỉ dài đường kiếm cơ bản thôi các bạn. Bây giờ, việc mình cần làm là lên trên này. Ô, cái gì? Ui, cái chỗ này nó còn ngay một cái pháo đại địa ngục các bạn à. Trời, phải nói là một cái bastion thì ngon á. Ê khoan, vậy thì cái chỗ triệu hồi chiến binh lửa thiên của tôi đâu? Ok, sao nó thành cái lồng spawn rồi? Mình đã tìm thấy được cái đấu trường rực lửa thứ hai rồi các bạn ạ. Nó cũng cách cái đấu trường kia không quá xa ha. Và lần này có vẻ là nó không có bị cái pháo đài nào nó chen vô hết. Thế nên là chúng ta có thể thoải mái chiến đấu ha. Thẳng tiện mình sẽ farm thêm những cái trò triệu hồi luôn á. Đây, tổng cộng mình có tới 4 cái trò triệu hồi luôn rồi nè. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi chiến binh lửa thiên. Và sau đó xanh chính 500 hiệp luôn. Ôi, nhưng mà trước hết để mình lấy vàng cái đã. Ở đây có vàng free á các bạn. Nè, quá trần quá đất luôn nha. Không chần chờ gì nữa,
xuất hiện đây chiến binh lửa thiên. Chuẩn bị nè. Đó. Ui, đây là sứ giả lửa thiên chứ không phải chiến binh lửa thiên các bạn ơi. Ây da. Ừ né cái nhẹ. Ui da. Ui dồi. Ê, sứ giả lửa thiên có đòn đánh cái là giảm giáp các bạn ơi. Cũng có skill các thứ nha. Ui. Nhảy cái nhẹ. Né được liền. Ừ, vô khoảng cách, nhảy qua đây. Né tiếp các bạn. Ê, tụi mình tính nhảy ra sao? Nhưng mà không sao, đánh trực diện cũng được. Ui, sứ giả lửa thiên đã thay đổi cái trạng thái rồi. Sứ giả lửa thiên bây giờ đã có màu xanh các bạn ơi. Ôi. Né. Ok, né hết rồi. Ôi da, trời ơi, bị chọt rồi. Ê. Nhưng mà không sao. Được gì đây, tuyệt chiêu các bạn ơi. Cẩn thận, nhảy qua đây né. Sắp rồi. Ê, tuyệt chiêu cuối. Ui. Wow. Ôi, mình né được. Hồi máu. Ê, ấn nhầm ba lô. Rồi. Lại bắn nữa hả? Sao bot mấy bên này mình đánh toàn là có tuyệt chiêu bắn các bạn ơi. Trời. Rồi, nhảy qua đây. Nhảy ra sao nè? Kết liễu nào? Cơ hội. Yes. Nice. Mình đã đánh bại được sứ giả lửa thiên các bạn ơi. Wow. Ê, không biết là có phải là do mình có hiệu ứng sâu heal hay không, mà cảm giác là mình rất là trâu các bạn ơi. Sứ giả lửa thiên đánh mình không si nhê lắm luôn á. Thích giả man. Rồi, đã vậy mình còn được thêm 3 thỏi Ignitium nữa chứ. Chuyện này là có hời rồi nha. Rồi, thôi, đánh nhau tới đó được rồi các bạn. Dịp khác chúng ta đánh tiếp. Bây giờ việc mình cần làm không phải là đánh boss đâu, mà là tìm passion á. Để rồi từ đó mình cày những cái mẫu rèn nâng cấp Netherite á. Đây rồi các bạn ơi. Cuối cùng mình cũng tìm ra nó rồi. Hello. Trời, chưa bắt giới kia còn đeo ba lô nữa kìa các bạn. Wow. Để mình lên đây trước cái đã. Thường trên này sẽ có rương nè. Chính xác, ở đây có rương nha. Nhưng mà cũng có chưa bắt giới đấy. Ui. Khoảng cách, nhất cự ly, nhì khoảng cách nha các bạn. Mấy cái thanh niên chưa bắt giới này cũng ghê phết đó nha, không có khinh thường được đâu. Yêu, không có bất kỳ một cái mẫu rèn nâng cấp Netherite nữa hết. Hơi su cà na một xíu các bạn ơi. Để qua cái chỗ kế bên coi. Có ai đây không? Ủa, có kìa. Lại là hai thanh niên chưa bắt giới này. Dùng khoảng cách tiếp. Đây rồi, một cái mẫu rèn nâng cấp thêm sách kỹ năng luôn nè. Ở nhà mình có sẵn đâu đó một hay hai cái mẫu rèn nâng cấp Netherite gì rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà để cho chắc thì mình cứ cày thêm đi ha. Hy vọng là ở phía dưới sẽ có thêm đâu đó cỡ một hoặc là hai cái mẫu rèn nâng cấp Netherite nữa thì tuyệt vời. Mình sẽ đi xuống theo con đường Ê, không phải đường này. Ui da, mình trượt chân các bạn ơi. Nhưng mà vô tình dụ mấy cái thanh niên Bitlin thông bạo lọt xuống dung nham theo mình rồi. Bọn nó bị trúng kế rồi các bạn. Mình lọt xuống dung nham nhưng mà không thốn lắm á. Rồi đẩy lùi mấy con này ra xíu. Quá trời quá đất. Đây có quá trời vàng nè, lấy vàng trước đi. Ok, tiếp theo là mẫu rèn nâng cấp Netherite nữa. Từ từ, bình tĩnh. Hơi bị nhiều con mắt ma các bạn ơi. Mà đánh nó thì nó té ra những cái mắt ma xung quanh á, những cái lửa xung quanh, không có thấy đường thấy xa gì hết. Nó cho mình nhiều đồ lắm nha. Chiến này trúng mánh thật rồi. Có dây chuyền nữa nè. Giáp kim cương có giọng gai ha. Thôi cứ lượm trước đi. Bên này có hai phôi Netherite các bạn ơi. What the hell. Trời ơi, cái passion này nó vào. Ui, thêm một cái găng tay lửa nữa cơ. Đánh phát là ra lửa hay sao á. Wow. Cũng được, đeo găng tay lửa này vô. Trước khi nâng cấp lên giáp Netherite, mình sẽ nâng cấp cái quần của mình cho nó xịn nhất có thể. Hiện tại nó chỉ mới có bảo vệ cấp độ 3 thôi các bạn à. Mình thì hơi tham lam, mình muốn cho nó bảo vệ cấp độ 4 luôn á.
Thế nên là bây giờ mình sẽ enchant một cái quần mới. Hy vọng là nó ra bảo vệ cấp độ 3 thôi cũng được. Đây rồi, cầu được ước thế. Rồi mình sẽ ghép hai cái quần này lại. Trời mắc gì vậy? 25 cấp, what the hell. Nhưng mà đánh đổi lại mình sẽ có cái quần bảo vệ 4 các bạn. Đáng đầu tư. Việc tiếp theo của mình đó chính là làm thêm một cái phôi netherite nữa thôi các bạn. Hồi nãy trong cái bastion kia mình đã đủ mẫu rèn rồi. Lấy vụn cũng như là mảnh vỡ cổ đại ra. Mảnh vỡ thì mình sẽ cho vô đây để nấu ha. Tan tan. Chúng ta đã có được 3 phôi netherite. Và bây giờ mình đã chính thức có thể làm được full giáp netherite nha. Ê, cái nón chưa được sửa nè. Trước khi lên netherite thì mình nên sửa cho nó full lại đi các bạn. Đó, như vậy nè. Thì bộ giáp netherite của chúng ta sẽ ok hơn ha. Chà vô. Đó. Nón netherite, quần netherite và ủng netherite. Rồi, việc tiếp theo của mình là lấy 3 cái immemorial upgrade kết hợp với một số thứ linh tinh nữa để chúng ta bắt đầu nâng cấp lên giáp Warden nha. Đầu tiên là mình sẽ làm trước 3 cái Scoop Heart nè. Trái tim Scoop các bạn mới nâng lên immemorial ingot được 3 phôi. Vậy là quá đủ rồi. Chúng ta chuẩn bị nào, nâng cấp lên nón Warden, quần Warden, ủng Warden. Trời ơi, nó mở được cái thành tựu nghe hơi bị quách luôn các bạn. Strong than Bedrock luôn kìa, mạnh hơn cả Bedrock thiệt không á nghe. Đừng quảng cáo nhiều vậy tôi bị khoái đó. Chúng ta lên giáp thử luôn á, mình háo hức nhất cái nón rồi các bạn. Trời ơi, nhất cái nách, nhất cái nách các bạn ơi. Cái quần thì sao? Ồ, cái quần này cũng không nổi bật lắm các bạn. Nói chung thì set giáp này mình nghĩ là nổi bật nhất là cái nón và cái áo đấy, nhưng mà chẳng qua bây giờ mình không có cái áo thôi. Ví dụ làm thêm một phôi nữa thì mình làm được không ta? Mình làm được. Vậy thì chắc mình làm luôn đi nhờ. Nâng cấp nó lên giáp netherite ha. Và bước cuối cùng là nâng cho nó lên áo giáp Warden. Quay quá dữ luôn các bạn ơi. Bây giờ Lộc đã trở thành hiệp sĩ Warden rồi các bạn ạ. Và khi sở hữu full cái giáp này, hơi tiếc là mình không có hiệu ứng búp gì ha. Tuy nhiên thì mình sẽ có được cái diện mạo siêu ngầu luôn các bạn ạ. Không biết sắp tới với set giáp mới này Lộc có thể chống chọi tốt hơn khi đương đầu với boss hay không á. Chứ mặc dù mặc full giáp kim cương và cái áo giáp xịn sò Kaiden này nè các bạn, thì gặp boss thì mình vẫn suýt nữa thì ngẫm các bạn ạ. Nên là mình cũng chưa tự tin lắm về set giáp Warden này á. Nhưng mà không sao, quan trọng ngầu là được ha. Các bạn có thấy bộ giáp này ngầu hay không? Nếu các bạn thấy ngầu thì hãy hashtag giáp siêu ngầu ở dưới phần bình luận nha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovefruit hay là Unitalet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình test cái giáp hiệp sĩ Warden này. Bye bye.